Xin chào các bác. Trong clip của chúng ta ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác một phiên bản bế khuôn động cơ đã được cải tiến với công suất là 1.500W. Và ngay bây giờ thì em sẽ tiến hành dập sản phẩm cho các bác xem luôn. Ở đây thì em có một miếng bìa và em chập vào làm ba như này. Sau đó đặt khuôn lên và đưa vào trong máy như này. Ở đây timer thì em sẽ chỉnh lên một chút, qua mức 0 một chút thôi, bởi vì con máy này nó rất là khỏe. Đấy, và ta ấn nút nguồn và máy sẽ hoạt động, nén xuống. Nào rồi, nhấc nó ra nào. Quá chuẩn. Chập quá khỏe luôn các bạn. Chập 3 miếng bìa vào chém một phát đứt luôn. Đấy.